hoa gây mê hồi sức, chặng đường 17 năm xây dựng, phát triển và chinh phục các đỉnh cao. Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Phổi Trung ương nguyên là tổ B3 của khoa ngoại, được giáo sư Hoàng Đình Cầu thành lập năm 1957. Ngày 30 tháng 12 năm 2005, khoa gây mê hồi sức được tách ra từ khoa ngoại và được đặt tên là khoa phẫu thuật gây mê hồi sức do bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Long làm trưởng khoa. Năm 2014, đổi tên thành khoa gây mê hồi sức. Hiện nay, khoa có 46 viên chức, gồm 9 bác sĩ với các trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành gây mê hồi sức, 32 điều dưỡng kỹ thuật viên, 5 hộ lý. Với nhiệm vụ thực hiện chuyên môn gây mê hồi sức chống đau, khoa được tổ chức thành 2 đơn nguyên, đó là đơn nguyên phẫu thuật và đơn nguyên hậu phẫu. Đơn nguyên phẫu thuật gồm có 12 buồng mổ tại tòa nhà F7 và trung tâm công nghệ cao, có thể đáp ứng tất cả các loại phẫu thuật. Đặc biệt, có 2 phòng mổ được thiết kế chuyên biệt với đầy đủ máy móc, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác ghép tạng phổi. Đơn nguyên hậu phẫu có 30 giường bệnh, với 5 giường bệnh chăm sóc bệnh nhân sau mổ đặc biệt, 1 buồng điều trị chăm sóc bệnh nhân sau ghép phổi. Ngoài ra, khoa còn thực hiện gây mê cho bệnh nhân ngoại trú như bệnh nhân nội soi tiêu hóa, bệnh nhân phẫu thuật ngoại trú và phòng khám đa khoa theo yêu cầu, gây mê thực hiện đốt u phổi bằng vi sóng tại khoa chẩn đoán hình ảnh. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển với không ít những khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện và sự đoàn kết, quyết tâm xây dựng của tập thể, khoa gây mê hồi sức đã đạt được những thành tích cao, góp phần vào những thành tựu to lớn của bệnh viện nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Từ những năm đầu tiên, khoa chỉ thực hiện phẫu thuật khoảng 500 bệnh nhân. Đến nay, hàng năm khoa tổ chức phẫu thuật trên 3.500 người bệnh, với khoảng 70% là các phẫu thuật đặc biệt. Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối về phẫu thuật lồng ngực, khoa đã tổ chức gây mê hồi sức cứu sống nhiều bệnh nhân có bệnh rất nặng, phẫu thuật khó, mổ kéo dài, mất máu nhiều, người bệnh có nhiều bệnh lý phối hợp mà tuyến dưới không thể thực hiện được. Để có được thành công đó, khoa áp dụng các kỹ thuật mới tiên tiến như gây mê kiểm soát nồng độ đích, sử dụng monitor đa thông số hiện đại theo dõi độ mê, độ giảm đau liên tục trong mổ bằng hệ thống BIS, Entropy, theo dõi độ giãn cơ bằng hệ thống TopScan, đo cung lượng tim bằng hệ thống PICO, ESCO, đặt nội khí quản có camera dẫn đường, áp dụng kỹ thuật nội soi xác định đầu ống nội khí quản hai nòng, kiểm soát liên tục hệ thống phế quản trên phổi đang phẫu thuật, cũng như nội soi khí phế quản khai thông đường thở trong và sau mổ. Đặt catheter tĩnh động mạch lớn dưới siêu âm mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, hạn chế tai biến. Gây tê thần kinh chọn lọc dưới siêu âm và máy kích thích thần kinh. Gây mê hồi sức trong phẫu thuật lồng ngực, nội soi cắt phổi, cắt thủy phổi, cắt u trung thất, bóc vỏ màng phổi, ho ra máu, tạo hình phế quản. Đặc biệt là gây mê hồi sức trong phẫu thuật ghép phổi, nằm chủ hệ thống tim phổi máy, ECMO, truyền máu hoàn hồi. Thực hiện gây mê hồi sức phẫu thuật trình hình xương khớp như nẹp vít, thay thân đốt sống nhân tạo, thay khớp háng, nội soi khớp gối. Nhiệm vụ điều trị bệnh nhân sau mổ được quan tâm sát sao, chăm sóc toàn diện nhằm hồi sức tích cực, phục hồi sớm sau phẫu thuật. Toàn bộ bệnh nhân sau mổ được sử dụng các phương pháp giảm đau tiên tiến nhất như gây tê ngoài màng cứng, gây tê mặt phẳng cơ dựng sóng ESP, giảm đau bệnh nhân tự điều khiển PCA, PCEA. 100% bệnh nhân sau mổ được chỉ định sớm các kỹ thuật phục hồi chức năng, vật lý trị liệu. Hợp tác với Hội Phổi Pháp Việt trong nhiều năm qua, trao đổi tiếp thu nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đưa vào áp dụng nhiều phương pháp mới đem lại hiệu quả cao trong gây mê hồi sức. Đặc biệt là việc hợp tác với trung tâm UCSF Hoa Kỳ trong lĩnh vực ghép phổi. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, khoa đã đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau như bác sĩ gây mê chuyên sâu chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, điều dưỡng gây mê, điều dưỡng dụng cụ, điều dưỡng hồi sức sau mổ. Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, khoa có những cá nhân xuất sắc tham gia tích cực hiệu quả trong công tác chống dịch COVID tại tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, những hoạt động công đoàn, nữ công, cựu chiến binh, đoàn thanh niên cũng rất được quan tâm. Đặc biệt,
Khoa đạt nhiều thành tích cao trong hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập bệnh viện. Với những kết quả đạt được, hàng năm Khoa gây mê hồi sức luôn là tập thể lao động xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện tặng bằng khen, giấy khen cho những cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể Khoa. Để phát huy những truyền thống tốt đẹp dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, Khoa gây mê hồi sức sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, cập nhật những thành tựu gây mê hồi sức tiên tiến trên thế giới, làm chủ những kỹ thuật hiện đại, là nòng cốt để thúc đẩy chuyên ngành ngoại khoa vươn tới chinh phục những đỉnh cao mới, đặc biệt là đưa phẫu thuật ghép phổi thành thường quy tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Phương châm xuyên suốt trong mọi hoạt động của chúng tôi là gây mê an toàn, hồi sức khẩn trương, giảm đau hiệu quả.